Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, đêm qua những sóng lạnh vẫn không ngừng bổ sung xuống nước ta. Nằm sâu trong khối khí lạnh với những luồng gió rét liên tục được gió đông bắc đưa xuống, cộng thêm với quá trình phát xạ nhiệt do trời ít mây. Vì thế lúc này toàn bộ Bắc Bộ trời rét buốt với mức nhiệt từ 8 đến 12 độ. Riêng khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc nhiệt độ thấp hơn chỉ từ 4 đến 7 độ. Tuy nhiên, cũng do trạng thái ít mây nên trong ngày hôm nay, các vùng sẽ có nắng khá sớm, bầu không khí được làm ấm dần. Nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ tăng lên ngưỡng từ 16 đến 19 độ, trời vẫn còn rét nhưng không buốt như buổi sáng nữa. Không có được trạng thái khô ráo như ở các tỉnh phía Bắc trong ngày hôm nay, vùng từ Quảng Trị trở vào đến Ninh Thuận vẫn tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to trên 50mm. Và có thể có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Ngoài ra, ở khu vực các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Bình Định, trời vẫn ở ngưỡng rét với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở đây phổ biến từ 18 đến 21 độ. Riêng Quảng Bình, Quảng Trị nhiệt độ thấp hơn. Còn ở các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận, nhiệt độ cao hơn dao động ở mức từ 24 đến 27 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ do vẫn có tác động của không khí lạnh nên nhiệt độ trên các khu vực hầu hết đều không cao. Lúc này ở cao nguyên vẫn còn khá rét với mức nhiệt không vượt quá 19 độ. Trong khi đó ở Nam Bộ lúc này nhiệt độ ngoài trời là từ 22 đến 25 độ. Mức nhiệt trưa chiều nay ở Tây Nguyên sẽ dao động từ 24 đến 27 độ, còn ở Nam Bộ sẽ không vượt quá 33 độ. Trên biển, dự báo trong ngày hôm nay ở Vịnh Bắc Bộ tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 mét biển động. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét biển động rất mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây huyện đảo Trường Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét biển động mạnh. Ngoài ra, ở khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa và vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, nên các tàu thuyền cần hết sức lưu ý. Sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.